Hello, xin chào các bạn. Xin chào cả nhà. Thì đúng như đã hẹn thì bây giờ đã là 8 giờ 36 phút rồi, thì cũng đã từ rất lâu rồi hôm nay mình mới có livestream để giao lưu cùng với các bạn. Thì phải kể ra là từ Tết đến giờ mình cũng bận rộn rất là nhiều công việc. Với cả mình cũng bận đi dạy ở các nơi nên là mình không có thời gian dành để livestream. Thế thì hôm qua vừa kết thúc khóa học diễn trần buổi tối. Hôm nay mình có thời gian, thế thì mình sẽ trao đổi với các bạn trong buổi tối hôm nay về một cái chủ đề mà trước giờ mình chưa đề cập tới, đó là môn âm dương khí công của thầy Vũ Quốc Châu. Thế thì mình sẽ đợi mọi người lên đông đủ, sau đó mình sẽ trao đổi nhé. Thì các bạn tranh thủ thời gian, các bạn có thể chia sẻ lên các nhóm hoặc là chia sẻ lên trang cá nhân của mình để cho mọi người cùng biết nhé. Ok, thế thì để mình sẽ vào mạng tí đã. Xin chào cả nhà đã vào chưa? Chào cả nhà nhé, cả nhà vào đông đủ chưa? Mình để vào trên trang cá nhân này. Trang cá nhân của mình để mình có thể xem được ai đặt câu hỏi gì thì mình có thể trả lời được luôn. Xin chào Nga Phạm, chào bạn. Xin chào các bạn nhé. Ok, đây rồi, mình xem được rồi. Đã có 27 người rồi. Xin chào chị Nguyễn Thị Thực, xin chào Nguyễn Văn Đồng. Chào em, chào Trịnh Quyên, chào Lê Nhung. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có thể đặt câu hỏi ạ. Đặt câu hỏi để mình có thể cùng giao lưu luôn. Mình sẽ cùng nhau chia sẻ, giải đáp và cùng tìm ra những cái cách mà tập dễ nhất cho tất cả mọi người nhé. Thì những ai mà tập mà chưa được hoặc là có vướng mắc gì hay là có bất kỳ cái câu hỏi gì, các bạn tranh thủ trong cái thời gian này để mình có thể chia sẻ được với nhau nhé. Ok, rồi xin chào. Chào tất cả mọi người. Đã có 39 người tham gia. Chào anh Vũ Văn Thành, anh cùng họ. Chào người anh em. Chào Hương Bích, chào Hòa Phạm Thu. Xin chào tất cả mọi người, xin chào Hồ Phương. Mọi người có thể đặt câu hỏi trong phần comment nhé, để mình có thể cùng trao đổi nhé. Như các anh chị và các bạn đã biết thì phương pháp âm dương khí công là một cái phương pháp thở do giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Quốc Châu tìm ra năm 1965 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bạn biết rằng cái môn âm dương khí công này là một cái phương pháp hoàn toàn là của người Việt Nam. Thì thầy Châu tìm ra môn âm dương khí công trước khi thầy tìm ra diễn trần 15 năm. Và thầy nói rằng chính là nhờ âm dương khí công mà 15 năm sau thầy tìm ra diện trần. Thế thì âm dương khí công là một trong những bí quyết để thầy tìm ra diện trần, một cái phương pháp mà bây giờ rất nổi tiếng, một phương pháp phòng và trị bệnh mà bây giờ cả thế giới đều biết tới, và ở Việt Nam trong những năm qua rất nhiều người đã biết tới và nó ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ. Đó là môn diện trần. Thế thì nhờ âm dương khí công mà thầy tìm ra diện trần, thế thì âm dương khí công có cái điều gì đặc biệt mà nó khiến cho thầy có thể tìm ra một phương pháp y học mà khiến cho mọi người đều phải học hỏi? Thì theo như sách âm dương khí công, cuốn sách ở đây thầy đề cập trong cuốn sách này, thì khi mà mình tập âm dương khí công ấy, thì sức khỏe và trí tuệ sẽ tăng lên gấp 3 lần so với bình thường. Đó, khi mà mình luyện tập môn này thì nhờ sức khỏe và trí tuệ mà thầy đã có những cái tìm những phương pháp rất mới, diện trần, thai giáo, dục lạc kinh và vân vân, còn rất nhiều những phương pháp khác. Và những môn sinh của thầy khi mà được học về cái môn âm dương khí công ấy thì cũng đã có những cái sự cảm nhận rõ rệt, và trên bản thân mình cũng thế. Thì thực tế thì âm dương khí công nó đã làm thay đổi mỗi người rất là nhanh. Trước đây thì mình tập rất là khó khăn, trước đây mình tập thì phải mất đến nhiều năm trời thì mới có thể tập thành công được môn này. Sau đó thì mình có học được rất là nhiều thầy, sau đó nghiên cứu sách vở tài liệu và đọc kỹ về âm dương khí công. Thì mình tập đúng rồi nhưng mà kết quả nó vẫn chưa tới. Mãi sau này khi gặp trực tiếp thầy Châu và được thầy Bùi Quốc Châu được thầy hướng dẫn trực tiếp, và mình ở trong Sài Gòn mấy tháng học căn bản, học nâng cao của thầy và được thầy chỉ cho, thì sau đó là mình đã tập thì nó đã có kết quả. Thì đến giờ thì đã cũng trải qua nhiều năm rồi, thì mình tập mà mình đánh giá là nó có hiệu quả thực sự rõ rệt. Thế thì sau này khi mà mình hướng dẫn các khóa học và mình đã hướng dẫn mấy khóa âm dương khí công
thì mình hướng dẫn mọi người chỉ trong vòng có mấy buổi thôi, thì ngay buổi thứ hai là mọi người tập đã có kết quả. Đấy. Thì kết quả nó như thế nào thì tí nữa thì mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người đã lên đông đủ chưa? Chào Linh Diễm ạ, chào Nguyễn Thị Hãn, chào cô Bùi Thị Vinh, chào Đào Tâm, chào Phương Nguyễn Thị Diệu Thuận, xin chào. Chào cô Trịnh Quyên ạ, chào Lan Anh Nguyễn, lâu lắm rồi không gặp. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có thể chia sẻ video này để cho tất cả mọi người cùng biết đến phương pháp này. Thực ra nói đến môn khí công, người ta cứ nghĩ rằng nó là một cái gì đấy tập nó rất là khó, rất là khó và phải trải qua rất nhiều thời gian người ta mới tập được, nhưng không phải. Âm dương khí công nó cũng mang đặc phong cách của diễn trần là gì? Đơn giản, gọn nhẹ và ngắn gọn. Thế thì mình vẫn nói là âm dương khí công là một môn thở nhanh nhất thế giới, mà học cũng nhanh nhất thế giới, mà tập cũng nhanh nhất thế giới các bạn ạ. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, thế thì âm dương khí công là thế nào, là như thế nào. Thì mình sẽ phân tách từng từ trong cái môn âm dương khí công ra. Thế thì âm có nghĩa là gì? Âm có nghĩa là mát, là ức chế. Dương có nghĩa là gì? Dương có nghĩa là nóng, là hưng phấn. Thế thì khi mà mình thở dương ấy, nó sẽ khiến cho mình nóng lên, nó sẽ khiến cho mình hưng phấn lên. Mình ứng dụng trong cái việc nếu mà tối nay mà mình đi ngoài đường trời mưa, bị mưa vào người, thế thì mình lập tức mình thở vài đường dương để cho nó nóng người lên, để mình không bị cảm lạnh. Còn nếu mà khi mà mình bị nóng, bị sốt, hay mình bị hưng phấn quá mức, mình nóng, mình bực bội, thì mình sẽ thở đường âm để nó làm mát, nó làm giãn xuống. Như vậy là gì? Khi cơ thể mình mà âm dương nó cân bằng ấy, thì đó là điều tuyệt vời nhất rồi. Khi âm dương nó bất quân bình, nó sẽ sinh ra bệnh. Ví dụ dương nó quá mức, nó sẽ gây sốt này, sẽ gây sốt, rồi nó sẽ gây huyết áp cao, nó sẽ gây táo bón, vân vân. Khi âm nó nhiều quá, âm nó sẽ làm cho gì? Huyết áp thấp này, rồi nó sẽ khiến cho mình là gì? Ức chế này, đó, nó sẽ khiến cho mình người bị hay bị lạnh, hay bị nhiễm lạnh này, rồi sẽ khiến cho mình hay bị viêm xoang này. Như vậy là gì? Dương quá cũng không tốt và âm quá cũng không xong. Âm dương nó giống như chiếc thuyền các bạn, giống như chiếc thuyền, giống như chiếc thuyền như thế này. Thế thì dương nó nhiều quá thì một bên thuyền nó sẽ cao lên, âm nhiều quá một bên nó cũng cao lên, như vậy thuyền rất dễ bị lật. Thế thì âm dương cân bằng để luôn giữ cho chiếc thuyền nó được nổi trên mặt nước như thế này. Con người chúng ta cũng thế, luôn giữ cho âm dương cân bằng. Như vậy đi khám sức khỏe chúng ta thấy là gì? Nếu mà cứ nói rằng là mình là sức khỏe tốt thì ít người nói được như vậy, mà người ta chỉ mong muốn được ghi vào trong cái kết luận trong cái tờ khám sức khỏe là gì? Là sức khỏe bình thường. Như vậy chỉ cần âm dương cân bằng là mình đã đạt được là gì? Một trạng thái tốt nhất rồi. Thế thì âm dương khí công, vừa rồi mình giải thích về từ âm dương. Thế khí công có nghĩa là gì? Khí tức là bao gồm cái hơi thở thật của mình, hơi thở thật này, và cái khí nó bao quanh cơ thể mình. Mình hay nói đến nguyên khí này, vệ khí này, chính khí này. Cái khí đó mình không nhìn thấy được. Còn công có nghĩa là gì? Công có nghĩa là công phu luyện khí. Tức là âm dương khí công, tóm lại cái phương pháp này nó như thế nào? Phương pháp này chính là một cái phương pháp để mình luyện tập. Để mình luyện tập để cân bằng âm dương trong cơ thể người. Như vậy là gì? Tất cả các môn khí công đều đòi hỏi là một cái công phu trải qua một thời gian để luyện tập. Tuy nhiên các phương pháp khác thì luyện tập rất là mất thời gian. Còn âm dương khí công thì mình sẽ luyện rất là nhanh. Trong những buổi đầu mình chỉ mất độ khoảng 10 đến 20 phút tập. Còn sau này mình chỉ cần dành ra một ít thời gian một ngày, mình có thể dành ra độ khoảng vài phút để mình tập mà thôi. Thế thì chốt lại mình sẽ giải thích là âm dương khí công chính là một cái công phu luyện khí để cân bằng âm dương trong cơ thể người, nhằm tăng cường thể lực để phòng và trị bệnh. Và khi âm dương mất quân bình thì cơ thể sinh bệnh, và âm dương mà cân bằng thì cơ thể khỏe mạnh. Đó chính là âm dương của khí công của thầy Bùi Cô Châu. Thế thì âm dương khí công nó sẽ chia thành hai đường các bạn, một đường dương và một đường âm. Thế thì bây giờ mình muốn trao đổi các bạn là xem là các bạn đã tập thành công hay chưa, những ai thành công rồi hay là còn vướng mắc gì thì các bạn cùng nhau trao đổi với mình nhé. Xin mời các bạn cùng đặt câu hỏi nào. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có tập được không? Xin chào Dung Nguyễn, xin chào Lê Thủy, xin chào tất cả mọi người nhé. Thầy ơi, có phải thở nhiều đường dương trước khi chữa bệnh thì hiệu quả hơn không? Đúng rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ nói đến tác dụng của âm dương khí công. Nhất là đối với những người mà đang chữa bệnh cho bệnh nhân bằng diện trần, thì âm dương khí công nó có tác dụng là gì?
phòng chống sự lây bệnh giữa người bệnh nhân và người thầy thuốc. Thế thì rất nhiều người phải bỏ nghề chữa cho người khác, tại vì người ta sợ gì? Khi chữa cho người khác nó sẽ bị chi phối bởi cái thuyết bình thông nhau, chắc là các bạn đều biết cái thuyết này rồi. Thuyết bình thông nhau là gì nào? Thuyết bình thông nhau có nghĩa là gì? Giữa người bệnh nhân và người thầy thuốc có mối quan hệ kiểu bình thông nhau. Khi mà bạn chữa cho người bệnh nhân ấy, thì bệnh từ người bệnh nhân sẽ truyền vào người. Ví dụ như thế này, mình chữa cho bệnh nhân đau lưng thì chiều nay mình cũng cảm thấy đau lưng. Mình chữa cho bệnh nhân đau đầu rồi lúc sau mình về mình cũng cảm thấy đau đầu. Mình chữa cho một bệnh nhân bị trầm cảm, tối nay về mình cũng thấy đầu óc mình cũng bâng khuâng. Chữa cho bệnh nhân mất ngủ, tối nay về mình cũng thấy thức trắng đêm. Chữa cho bệnh nhân bị tăng động, tự nhiên về thấy mình nóng tính lạ thường, thấy ai cũng muốn cãi nhau. Đấy. Thế thì rất nhiều người sợ cái thuyết bình thông nhau. Thế thì rất là may mắn là gì? Trong diện trần có âm dương khí công, thì các bạn thở âm dương khí công nó sẽ bảo vệ sức khỏe cho người thầy. Thì chính vì cái lý do này ấy, nên là gì? Trong các khóa học mà diện trần thì luôn hướng dẫn các học viên là gì? Lên tập âm dương khí công để bảo vệ chính mình. Nếu như sức khỏe của người thầy mà không khỏe thì rất khó có thể là gì chữa cho người khác. Thế thì muốn chữa cho người khác thì tốt nhất là gì? Mình phải khỏe cái đã. Đấy, thì muốn khỏe mà không muốn lây bệnh từ bệnh nhân thì thở âm dương khí công. Đó. Thế thì như chị Trịnh Nguyễn nói ấy, thì thầy ơi, có phải thở đường dương trước khi chữa bệnh thì hiệu quả hơn không? Đúng rồi. Thế thì trước khi các bạn chữa cho bệnh nhân thì các bạn sẽ thở vài đường dương để tăng cường cái chính khí của mình lên. Sau đó chữa xong cho bệnh nhân rồi thì các bạn cũng thở vài đường dương. Thế thì nếu mà mình chữa cho bệnh nhân mà mình quên mình không thở đường dương thì trong quá trình chữa cho bệnh nhân ấy, thì mình thở vài đường dương. Đấy. Rồi ok, xin mời tất cả mọi người cùng đặt câu hỏi nào. Xin chào. Xin chào chị Thái Hà. Thầy nói về cách thở đường âm ạ. Chào chị Bùi Thị Vinh, mình chưa tập bao giờ. Thầy ơi, khi lạnh thở đường dương ấm luôn ạ. Vâng, xin chào Lan Nguyễn, Lan Anh Nguyễn. Đúng rồi, em tập ở trên lớp rồi thì em sẽ thấy kết quả ngay. Khó tập quá em ơi, làm thế nào để tập được em? Vâng, chị Hoa Đại Ca. Thế thì các anh chị và các bạn tập có khó không? Ai có vướng mắc thì mình sẽ tranh thủ trả lời nào. Thế thì bây giờ sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái nói sơ qua về cách tập đường dương để mọi người có thể nắm được ạ. Về đường dương thì đầu tiên là mình sẽ phải đánh dấu huyệt 19. Đây là huyệt 19 này, là điểm cao nhất của đánh nhân trung. Điểm cao nhất của đánh nhân trung huyệt 19 này, dùng tay đẩy lên. Và thứ hai là mình sẽ đánh dấu huyệt khí hải, huyệt đan điền. Đó, huyệt đan điền thì mình thấy là chỗ này là rốn, thì dưới rốn chiều ngang của ba ngón tay thì đây chính là huyệt đan điền. Đó, huyệt đan điền. Sau khi mình đã đánh dấu hai huyệt này xong rồi ạ, thì mình tưởng tượng như thế nào? Mình tưởng tượng một vệt khói giống như chiếc đũa ấy. Thì khi mà mình nhìn lên bầu trời xanh thì thấy một chiếc máy bay nó bay qua, nó để lại vệt khói. Thì có người hỏi thầy ơi, thế thì em tưởng tượng giống như một cái màu khói thuốc lá được không? Được, đương nhiên sẽ tưởng tượng như màu khói thuốc lá. Có người thì nói em tưởng tượng màu khói đen kịt được không? Không nên, màu đen nó không tốt, màu đen nó tượng trưng cho cái sự u ám không tốt. Thế thì đó là cách tưởng tượng. Thế thì bây giờ mình sẽ có những cái bước tập như thế nào. Các bạn nghe kỹ 4 bước tập này. Và nếu mà các bạn muốn đọc sách thì các bạn có thể tìm mua cái cuốn này, hoặc là các bạn có thể lên trên mạng cứ search từ là âm dương khí công Bùi Cơ Châu là các bạn sẽ tìm thấy 5 cái bài tập ở trên mạng. Thì bước thứ nhất các bạn xem. Bước thứ nhất mình sẽ tưởng tượng mà là hơi sương khói từ 19 đến khí hải. Đó. Bước thứ nhất, đồng thời tưởng tượng mà là hơi sương khói từ 19 đến khí hải. Đến bước 2 mình giữ là hơi sương khói tại khí hải. Lúc này không hít vào, không thở ra. Bước 3 tưởng tượng là hơi sương khói vừa nãy quay trở lại 19. Bước 4 lúc này mới bắt đầu thở ra. Như vậy là gì? Mình có 4 bước để thở đường dương. Bước thứ nhất là gì? Hít vào đồng thời tưởng tượng mà là hơi sương khói từ 19 đến khí hải. Hết bước 1. Bước 2 tưởng tượng là hơi sương khói vừa nãy tụ tại vùng khí hải đan điền, lúc này không hít vào, không thở ra. Bước 3 đưa làn hơi sương khói vừa nãy quay trở lại 19. Bước 4 lúc này mới bắt đầu thở ra. 4 bước. Thế thì mình có vẽ một cái hình ấy, trên mình vẽ tay ấy, thì các bạn tí nữa khi mà mình kết thúc video nhé, các bạn xem trong cái bình luận nhé. Trong bình luận thì mình sẽ đăng cái hình ảnh nữa lên để cho các
bạn nhìn vào đó, các bạn chế tập. Ok, đấy là bốn bước thở đường dương. Thế thì kết quả khi thở đường dương là gì? Thì bạn sẽ thấy ấm này, ấm nóng trong người, sẽ thấy cảm giác, sẽ thấy là hưng phấn, thức muộn mà hôm sau bạn dậy bạn sẽ vẫn thấy tỉnh táo. Rồi đường dương nó giúp cho chúng ta yêu đời, lúc nào cũng thấy lạc quan. Thế là lúc nào buồn quá thì nên thở ấm dương khi công đường dương, hoặc là lúc nào cần sự vận sức thì tập đường dương để cho nó tăng cường thể lực đi, hoặc là lúc mà chúng ta chuẩn bị chữa cho bệnh nhân thì chúng ta thở đường dương, hoặc là gì chuẩn bị vào thăm một người ốm trong bệnh viện thì trước khi vào thăm chúng ta thở đường dương, sau khi đó chúng ta về thì chúng ta sẽ thở đường dương nữa để gì phòng bệnh. Hoặc trong nhà mình có người bị ốm, có người bị sốt xuất huyết, có người đang mắc bệnh lây truyền thì mình cũng phải thở đường dương hàng ngày, mỗi ngày được khoảng vài đường để tăng cường chính khí cho mình. Đó là đường dương. Thế thì mình tập đường dương vào lúc nào? Thì mới đầu các bạn tập ấy, thì các bạn vào tập vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Và mỗi lần các bạn trải qua 4 bước như vừa rồi ạ, thì được gọi là một đường dương. Thì các bạn tập từ 10 đến 20 đường trong một buổi tập. Và khi tập ấy, thì các bạn là gì? Mắt các bạn phải mở nhìn vào một điểm phía trước. Thế thì có người hỏi là tại sao lại không nhắm mắt cho nó dễ tưởng tượng? Tại vì như vậy các bạn ạ, đến nữa khi mà các bạn đang lái xe thì các bạn phải mở mắt. Các bạn phải mở mắt. Ví dụ lúc các bạn đang lái xe mà các bạn buồn ngủ quá, mắt cứ rủ đi. Đấy, mắt rủ đi. Thế thì nếu lúc này muốn tập đường dương để cho nó hưng phấn, để cho nó tỉnh táo mà mình lại nhắm mắt mình tập thì mình đang lái xe rất là nguy hiểm. Thế thì mình tập thói quen mở mắt, sau này khi đi đứng làm ngồi làm việc, lái xe mình đều có thể tập được đường dương. Nó giúp cho mình tỉnh táo ngay lập tức. Đó. Thì vừa rồi mình nhìn thấy một bạn có nói rằng thầy ơi thở đường dương ấy mọc mụn nhiều lắm. Đây này, thở đường dương nổi mụn quá trời luôn thầy ạ, chị Kim Phụ. Đúng rồi, thở đường dương nó sẽ làm cho nóng người, hưng phấn, táo bón, làm cho mọc mụn. Như vậy nó rất tốt cho những người bị huyết áp thấp, những người bị sợ lạnh. Và ví dụ trong thời tiết nó thay đổi về mùa đông chẳng hạn, thì mình bị lạnh, mình lập tức mình thở đường dương để nó cân bằng lại cơ thể. Và như vậy là mình sẽ chống lại được cảm lạnh. Còn những người nào thở nhiều quá mà nó mọc mụn thì mình dừng lại, mình thở ít hơn. Đó, tức là mình chỉ dừng lại thôi. Và nữa là gì? Mình khi mà mình tập âm dương khí công, các bạn yên tâm là hoàn toàn là rất là an toàn. An toàn. Tại sao nào? Tại vì mình sẽ không bị rơi vào tình trạng, trạng thái gọi là hôn trầm. Tức là nó thở rất là nhanh, mắt mình phải mở. Và mình tập âm dương khí công ấy, nó rất là nhanh, dẫn tới mình không thể buồn ngủ được. Và khi mình tập âm dương khí công ấy, thì ý thức mình kiểm soát hoàn toàn. Tức là mình không rơi vào trạng thái vô thức, ý thức mình kiểm soát hoàn toàn, mình vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh, chẳng qua mình tập trung toàn bộ cái ý thức của mình theo dõi hơi thở và đóng mở hơi thở đúng lúc, và ý thức của mình tập trung quán tưởng tượng ra được cái làn hơi đó và kết hợp làn hơi với cả cái tưởng tượng của mình. Như vậy nếu như ai tập được âm dương khí công ấy mà thành công ấy thì mình rèn luyện cái sự tập trung rất là tốt. Như vậy nó sẽ cải thiện cái gì nào? Cải thiện trí não giúp cho mình làm việc hiệu quả, cải thiện kết quả trong kinh doanh. Các bạn làm việc kinh doanh hay làm việc trên máy tính sau này mình sẽ thấy là gì, cái vấn đề mình xử lý trước đây mất nhiều thời gian, bây giờ mình xử lý rất ít thời gian và tăng cái sự nhạy bén. Và khi mà các bạn tập lâu dần thì các bạn sẽ cảm nhận mọi thứ nó tinh tế hơn. Ví dụ như mình tập ấy, thì các bạn xem này, thường thường mình muốn mô tả cho mọi người biết cái cảm nhận của mình về âm dương khí công như nào ấy, thì mình sẽ phải thở một đường. Ví dụ các bạn xem mình thở tốc độ và thời gian này. Bắt đầu hít vào, hít không khí đấy, đồng thời tưởng tượng mà là hơi sương khói từ vùng 19 đến khí hải. Hết bước 1, bước 2 tụ lại hơi sương khói tại vùng khí hải đan điền 2 đến 3 giây. Bước 3 đưa lại hơi sương khói quay trở lại vùng 19. Bước 4 lúc này mới bắt đầu thở ra. Đó, các bạn xem hơi thở của mình này. Hít vào. Lúc này không hít không thở. Thở ra. Đấy, đấy là cái không khí đấy. Bây giờ các bạn xem tiếp này. Hít vào, không hít không thở, thở ra. Đấy. Bây giờ các bạn xem tốc độ này. 1 giây, 2 giây, 1 giây, 2 giây, 1 giây, 2 giây, ra. Như vậy thời gian của một đường trung bình của một đường dương ấy nhanh nhất là khoảng 4 giây và lâu nhất thì khoảng 7 giây các bạn. Lâu nhất khoảng 7 giây nhé. Thế thì bây giờ các bạn xem mình thở này.
đó. Thì khi mình bắt đầu mình thở đường dương vào thì hai bên cái vùng này, quai hàm này, hai vùng bên này này, thì nó bắt đầu nó tiết ra nước bọt. Hai vùng cổ họng này nó bắt đầu nó tiết ra nước bọt. Và mình cảm nhận không khí nó vào, nó giống như nó có mùi, có vị, giống như mình vừa đang ăn một cái món đặc sản nó rất là ngon, mà nó rất là khó mô tả. Nó vị, vị bùi này, nó vị ngon, nó vị thơm này. Lúc này không khí nó trở thành thức ăn mà nó rất là trong lành, tại vì nó ngon mà. Nó ngon, họng nó tiết ra nước bọt, cảm giác rất là đã đó. Thế thì nhiều người, mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Ví dụ có học viên của mình thì cảm nhận là thở đến đâu thì chỗ đó nó sẽ rung lên đến đó, rung lên đến đó. Thở đến đâu thì nó, chỗ đấy nó sẽ nóng lên đến đó. Còn mình cảm nhận ấy, thở thì nó tiết nước bọt ra, giống như đang ăn một cái vị rất là đặc sản, rồi nó sẽ nóng cả cái vùng này lên. Và các bạn biết rồi, khi mà mình thở ấy, cái mạch đằng trước này theo đông y gọi là mạch nhâm, thì khi mà ý đến đâu thì khí đến đó, khí đến đâu thì lực đến đó, lực đến đâu thì huyết đến đó. Đó, ý dẫn khí, khí dẫn lực, lực dẫn huyết, nó sẽ đả thông trên đường nó đi qua. Và các bạn thấy trên đường nó đi qua này rất là nhiều bộ phận quan trọng. Thế thì các cụ nói là gì, thống tắc thì bất thông, thông tắc thì bất thống, tức là tắc thì nó sẽ gây đau nhức, mà thông rồi nó sẽ hết đau. Thì chỗ này nó sẽ làm thông các cái bộ phận quan trọng, giống như cái sợi dây liên lạc ấy. Thì khi mà mình thở này nó sẽ có tác dụng là gì, phòng chống các bệnh liên quan đến cái bộ phận mà trên đường nó đi qua đó. Thế thì âm dương khí công nó có rất nhiều cái lợi ích như thế, thì các bạn có thể tìm đọc trên mạng trong cái sách âm dương khí công nhé. Vừa rồi mình vừa trình bày xong đường dương, các bạn có câu hỏi gì không, mình xem này. À, thầy ơi, thở âm dương khí công có chữa được bệnh tâm thần phân liệt không ạ? Nó cũng là một cách thức để mình có thể tập được. Thầy ơi, người em sợ lạnh, ngoài ra thì nóng, em thở 10 đường dương nhưng thở 12 đường âm thì bị nổi da gà. Thế thì do em thuộc, em không thích hợp với thở đường âm rồi, em nên thở đường dương. Em dùng ngón tay kéo trên da mới thở được đường dương, còn bỏ tay ra thì không? Không sao, nếu lúc đầu các bạn không tưởng tượng được thì các bạn có thể dùng tay nhé. Thì các bạn cảm giác này, cảm giác có những cái gì đấy nó theo ngón tay mình nó đi, thế thôi. Và trong âm dương khí công sẽ có 3 cách thở. Cách thở thứ nhất là tưởng tượng là hơi sương khói xiên thẳng từ 19 đến thẳng dưới đốn chiều ngang 3 ngón tay, xiên thẳng như vậy. Cách thở thứ hai là tưởng tượng là hơi sương khói chạy trên mặt da. Cách tưởng tượng thứ ba là các bạn tưởng tượng là hơi sương khói chạy dưới da. Thế thì đối với những người mới ấy, thì các bạn tưởng tượng là hơi sương khói xiên thẳng vào không trung. Hoặc là gì, các bạn tưởng tượng tay mình đi đâu có một cái gì đó giống như vệt khói nó chạy theo ngón tay mình, kiểu như vậy. Đấy. Rồi, ok, xin chào. Tôi thở hay bị đau khu vực huyệt bách hội, thầy hướng dẫn cách hóa giải ạ. Bác Phương Nguyễn Thị, thế thì cô chỉ cần lấy cái điếu ngải, cô hơ vào cái chỗ huyệt bách hội này, hoặc là lấy cây giò cô gạch vào thì nó sẽ hết bị đau cô nhé. Rồi, viêm xoang thở tỷ lệ sao thầy? Viêm xoang thì em nên thở nhiều đường dương hơn, ví dụ là 5 dương 2 âm chẳng hạn. Rồi, tiếp theo thầy hội hướng dẫn dễ dàng. Vâng, cảm ơn chị Diệu Hương. Thầy ơi, thở âm dương khí công có chữa được bệnh tâm thần? À, có, trả lời rồi mà chị, có được nhá. Thầy giảng rất rõ ràng, cảm ơn thầy nhiều. Vâng, cảm ơn chú Trúc Quốc Ái Nguyễn. Rồi, xin mời. Ai thở đường dương cũng có tác dụng giảm cân đúng không ạ? Chưa chắc đâu Nhật Dương, chưa chắc tác dụng giảm cân đâu. Giảm cân hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ ăn uống rồi nhậu nhẹt suốt ngày cho giảm cân, đúng là thở đường dương này mục đích là gì? Để tăng dương trong cơ thể lên thôi, để cho người mình nóng lên, để chống lại cái lạnh mà thôi, và để cho mình giúp cho tập cái trí óc này nhá. Rồi, thầy ơi, em đang có bầu người. Đó. Thầy ơi, em đang có bầu người sợ lạnh nhưng môi khô nứt môi, vậy có thở đường dương được không thầy? Em đang có bầu người sợ lạnh nhưng môi khô nứt môi, vậy có thở được không? Bạn thở đường dương được. Khi mà phụ nữ đang mang bầu thì thở đường dương rất tốt cho thai nhi. Nhưng mà em thở ít thôi, em có thể thở 1-2 đường sau đó để quan sát thêm nha. Rồi, tôi huyết áp thấp nên rất muốn thở được cách của thầy, rất cảm ơn. Thế thì cô Dung Nguyễn Thị Bích, cô thở đường dương nhiều vào nhé. Rồi, em bị đau vai gáy nên thở tỷ lệ thế nào? Đau vai gáy thì em lúc nào đau quá em có thể thở đường âm để cho nó làm dịu cơn đau. Thầy ơi, khi thở có nín hơi thở thật không thầy? À đúng rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Mạnh Thị đã hỏi câu hỏi này. Khi mà các bạn thở ấy, thì lúc này các bạn quan sát lại này.
Bước thứ nhất hít vào, tức là mũi mình hít không khí đấy, hít không khí vào, và không khí ấy, bao giờ nó cũng đi xuống phổi, đi xuống phổi. Không khí bao giờ đi xuống phổi. Còn cái làn hơi này là chẳng qua do trí óc mình tưởng tượng ra mà thôi. Đó. Thì bước 1 hít vào và đồng thời tưởng tượng hít không khí vào, hít không khí vào, hít không khí vào, tưởng tượng có cái gì trong ngón tay. Đó. Bước thứ 2 là nín, nín hơi, tức là không hít vào, không thở ra, nín hơi thật đấy, không phải nín hơi giả vờ đâu. Nín hơi thật đấy. Đấy. Rồi, ok. Phương pháp này tập tốt nhất là vào lúc nào trong ngày ạ? À, vào buổi sáng. À, vào buổi sáng sau khi thức dậy ạ, và vào buổi tối trước khi đi ngủ ạ. Những người mà bị mất ngủ không nên thở vào buổi đêm, tại vì nó sẽ làm hưng phấn và mình sẽ khó ngủ ạ. Khó ngủ nha các bác nhá. Đấy. Tuy nhiên thì những người nào ấy mà muốn làm việc vào buổi đêm, làm việc khuya ấy, thì nên thở để mình có thể mình làm việc được. Trời ơi, em khi em thở em thấy hơi nóng ở huyệt 19 đến đan điền và ngược trở lại, đúng không ạ? Nguyện tâm như thế là rất tốt rồi. Tức là mình thở thì mình cảm nhận cả dọc cái đường này nó nóng lên như thế rất tốt. Nóng lên tức là khí huyết lưu thông, đúng nào, khí huyết lưu thông. Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người. Mọi người có thể đặt câu hỏi để mình có thể cùng nhau trao đổi. Mọi người cũng có thể là chia sẻ kết quả mọi người đã tập được ở trên này, để có thể mình cùng nhau học hỏi lẫn nhau. Như vậy là vừa rồi mình vừa trình bày xong đường dương rồi. Các bạn có thể đọc xem ở trong các bài viết, hoặc là mình tí nữa mình sẽ đăng một cái bức ảnh mô hình của cái tập âm dương khí công vào trong comment để các bạn xem theo nhé. Sau đó các bạn có thể hỏi đáp trả lời ngay trên này. Thầy ơi, hai đường cách nhau có thở bình thường hay thở luôn hơi tiếp theo ạ? À, cảm ơn thầy. Chị Hạnh, Đoàn Thị Hồng, tí nữa thì mình sẽ trả lời câu hỏi này nhé. Thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình cái cách thở đường âm, cách thở đường âm nhé. Đường âm này, thế thì đường âm thì như thế nào? Đường âm thì cái bước 1 và bước 2 vẫn giống với đường dương. Cái bước thứ 3, bước thứ 3 này thì mình sẽ tưởng tượng là hơi sương khói từ mõm cùng cụt chạy trên mặt da, chạy theo cột sống qua huyệt bách hội, qua đại trì, qua bách hội, qua qua trán, qua sống mũi đến huyệt 19. Đó là bước 3. Bước 4 là thở ra. Đó. Thế thì bây giờ mình hướng dẫn từ đầu đến cuối của một đường âm này. Thế thì trước khi mình vào tập đường âm ấy, thì mình sao này? Mình phải biết được cái tác dụng của đường âm nó như thế nào. Đường âm nó như này các bạn này. Âm có nghĩa là gì? Âm có nghĩa là mát này. Là mát trong người ấy. Nếu như nó là mát trong người thì có nghĩa là gì nào? Mình có thể gì ứng dụng trong việc này, hạ sốt này, hạ huyết áp cao này. Hoặc là khi mà mình đi đâu nóng quá, nhưng mấy hôm vừa rồi nhiệt độ ngoài trời lên 40 độ, thế thì mình sẽ thở vào đường âm cho nó mát trong người. Hoặc là mình hưng phấn quá mức, hoặc là mình bực dọc quá mức thì mình sẽ thở đường âm để nó hạ nhiệt xuống. Thế thì những người nào huyết áp cao là những người gì hay nóng, những người hay bị nóng tính này, mặt mắt đỏ này, nóng này, thì thở đường âm rất là tốt. Hoặc lúc đang sốt thì thở đường âm rất là tốt. Đó. Đường âm nó còn có nghĩa là gì? Là ức chế. Ức chế. Ví dụ gì những người có vấn đề về mặt tinh thần, hoặc là những người mà hưng phấn quá mức, chưa nhìn thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng rồi, thì mình sẽ thở đường âm để cho ức chế xuống. Thế thì đấy là tác dụng của đường âm. Và đường âm này nó cũng đả thông cái mạch đốc đằng sau nữa, đốc đằng sau. Thế thì mình sẽ mô tả lại từng bước, từ bước 1 đến bước 4 của đường âm. Bước 1 này, mình sẽ hít không khí vào, đồng thời tưởng tượng một là hơi sương khói từ 19 đến khí hải. Huyệt khí hải cách dưới đốn 3 ngón tay, chiều ngang của 3 ngón tay. Bước 2 là mình sẽ tưởng tượng là hơi sương khói tụ tại vùng khí hải này, mất từ khoảng 2 đến 3 giây. Bước 3 mình đưa lại hơi sương khói vừa nãy chạy qua bộ phận sinh dục, chạy qua bộ phận sinh dục, chạy đến hậu môn thì nhíu hậu môn, chạy đến mõm cùng cụt, chạy trên mặt da dọc theo cột sống qua huyệt đại trùy, qua huyệt bách hội, qua sống trán, sống mũi đến huyệt 19, hết bước 3. Bước 3 này cũng chỉ mất độ khoảng 2 giây. Bước 4 lúc này mới bắt đầu thở ra. Đó là 4 bước của đường âm. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn về cái không khí này. Mô tả về không khí này. Bước 1 hít vào, hít vào, hít vào. Đó, bước 2 không hít, không thở. Bước 2 là mình sẽ giữ tại vùng rốn này các bạn, huyệt đan điền. Giữ tại đây không hít không thở. Bước 3 đưa là hơi sương khói vừa nãy qua bộ phận sinh dục. Qua bộ phận sinh dục. Qua bộ phận sinh dục này, xong rồi nhíu đến hậu môn, nhíu hậu môn qua mõm cùng cụt. Qua mõm cùng cụt, chạy trên mặt da dọc theo cột sống, chạy qua sống đầu, qua sống mũi đến huyệt 19, hết bước 3. Bước 4 thở ra.
Bước 1 không khí các bạn này, hít vào, hít vào, hít vào. Đến bước 2 không hít không thở. Đến bước 3 cũng không hít không thở. Đến bước 4 thở ra. Đó. Thế thì bây giờ các bạn xem này, xem tốc độ của mình này. 1 giây, 2 giây. Giữ tại bụng là 1 giây, 2 giây, 3 giây. Chạy theo đằng sau cột sống 1 giây, 2 giây. Thở ra. Đó, đó là thời gian. Còn bây giờ các bạn xem thực tế mình thở này. Hết một đường âm. Thở ra, hết một đường âm. Đó, nó rất là nhanh. Như vậy là gì? Đường âm á, nó cũng chỉ mất cùng lắm mà lúc mà đường bước thứ nhất mất 1 đến 2 giây này, giữ tại cái thằng vùng khí hải này, mất độ khoảng 2 đến 3 giây là 5 giây, chạy đằng sau mất được khoảng 2 giây nữa hoặc 3 giây nữa, cùng lắm là 7 đến 8 giây mà thôi. Thế thì mình sẽ nói là những cái lỗi mà mọi người hay gặp khi thở âm dương khí công. Thứ nhất là mình cố tưởng tượng nó lâu quá. Bình thường nó chỉ mất phía đằng phía trước này khoảng 4 giây là nhanh nhất, đằng sau khoảng 5 giây, hoặc chậm nhất đằng phía trước này khoảng 7 giây, đằng sau là khoảng 8 giây. Thế thì mình không thở như thế mà mình cố tưởng tượng là làn hơi sương khói nó như thế nào, nó chạy đến đâu, dẫn đến thời gian nó lâu quá, dẫn đến là các bạn sẽ bị ngộp thở và tức ngực. Nếu như ai bị những cái triệu chứng như là ngộp thở này, tức ngực này, thì lúc đấy các bạn phải thở nhanh hơn, điều chỉnh lại cái thời gian cho nó nhanh hơn, các bạn thở nhanh. Và những ai mà mới đầu tập khó quá mà chưa thể tưởng tượng được ấy, thì mình cảm giác như có cái gì chạy theo ngón tay thôi, chứ không cần cố tưởng tượng là làn hơi sương khói như thế nào để mà khó quá không tập được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai này là có người tập mãi mà không tưởng tượng nó ra được cái gì thì không cần tưởng tượng nhé, khó quá không cần tưởng tượng, chỉ cần giơ ngón tay và tập trung vào cái đầu ngón tay này là được, sau cũng có kết quả. Có người thì sau này khi mà tập ấy, tập mà quen với các phương pháp thở khác, ví dụ tập yoga, tập các phương pháp khác mà phình bụng, hóp bụng quá mức ấy, thì sau này hơi tập âm dương khí công cái là bụng lại phình lại hóp. Mà theo như âm dương khí công quy định là gì? Phải thở này thoải mái, tự nhiên, linh động, sáng tạo, bất cưỡng, bất cầu, quảng đại, bao dung, nhân hậu, vị tha. Đấy, âm dương khí công như thế. Âm dương khí công này, linh động này, sáng tạo này, bất cưỡng này, bất cầu này, nông này, cạn này. Tức là gì? Bất cưỡng, bất cầu tức là không cưỡng ép cơ thể mình phải có kết quả ngay, không cầu một cái gì nó đến quá sớm, một cái gì nó quá to tát. Tức là tập cái này chẳng qua chỉ để là gì, rèn luyện sức khỏe mà thôi, để tăng cường thể lực, để chống lại cái sự thay đổi của thời tiết, để giúp cho cơ thể cân bằng âm dương. Và công có nghĩa là gì? Công phu luyện khí, tức là các bạn phải tập qua một thời gian dài. Có người thì tập ngay buổi đầu tiên đã có kết quả, nhưng có người phải luyện qua hàng tháng, hàng năm mới có kết quả. Thế thì không cần kết quả đến quá sớm. Ví dụ có người kia tập cái người ta nóng ran toát mồ hôi, có người tập cái thì lạnh toát người, nổi da gà. Còn mình không tập được như thế thì không quan trọng. Quan trọng là gì? Các bạn phải tập thở đúng cái đã. Các bạn phải xem trong sách và tí nữa mình sẽ bóp các bước lên, các bạn phải đọc kỹ các bước và các bạn phải thuộc các bước đó. Tức là gì? Muốn có kết quả thì các bạn phải thở đúng cái đã. Khi thở đúng rồi thì kết quả nó đến lúc nào không hay. Ok. Đó. Đầu tiên muốn tập được là phải tập đúng. Đó. Đó là về cái kinh nghiệm tập thở và những cái lỗi sai lầm hay mắc phải. Còn nếu mà các bạn thở vào cái mà bụng nó phình ra, bụng nó hóp lại như các môn khác như yoga, thì các bạn kinh nghiệm là các bạn cứ đặt tay lên bụng này, và các bạn đừng quan tâm đến cái hơi thở thật, các bạn chỉ quan tâm đến hơi thở tưởng tượng, và lúc đấy tay mình sẽ chặn ở bụng thì bụng nó không phình không hóp nữa. Và các bạn nhớ là cái hơi thở ấy, mình không hít sâu đâu, không thở ra hết, mà mình sẽ nông cạn, có nghĩa là gì? Mình thở giống như mình thở bình thường thôi, hơi thở rất là ngắn. Ví dụ này, hít vào xong, thời gian nó rất nhanh nên là mình không thể phình bụng được, thở ra xong. Ok rồi, mình sẽ trả lời các câu hỏi. Thầy ơi, thai nhi 6 tháng siêu âm bác sĩ nói bị nang ở mạch mạc, thở đường dương có trị được bệnh này cho bé không? Chị Phạm Quyên, mình thở đường dương này thì tức là mình tập trung ý và tập trung khí ở vùng khí hải, vùng bụng dưới đấy. Mà mình biết rằng thai nhi là ở vùng bụng dưới, vùng tử cung, đúng không nào? Khi mình thở ở đây ấy, nó sẽ làm gì? Thứ nhất là gì? Lưu thông khí huyết ở vùng này. Khi khí huyết lưu thông ấy, thì đương nhiên nó có tác dụng vào phòng chống các bệnh liên quan cái bộ phận ở cái vùng này, và nhất là thai nhi. Nữa là gì? Khi mình tập trung ở cái vùng bụng dưới ấy, nó làm cho nóng cái vùng này lên, thì nó dưỡng thai và nó chữa các bệnh liên quan vùng thai nhi. Như vậy chị hoàn toàn có thể dùng phương pháp này để hỗ trợ là gì nào?
tăng cường sức khỏe cho thai nhi và phòng chữa các bệnh của thai nhi. Như vậy là bà mẹ đang mang thai tập thở ấm dương khí công rất là tốt nhé. Một phương pháp để gì? Đây giống như một phương pháp gọi là thai giáo ấy, thai giáo ấy. Đấy. Không những chăm sóc sức khỏe về mặt tinh thần cho thai nhi mà chăm sóc về mặt gọi gì? Về mặt sức khỏe thể chất đấy. Ok, rồi cảm ơn. Thở đường dương với đường âm là thở như thế nào? Mình vừa hướng dẫn rồi bạn nhé. Nguyễn Hoài, thầy ơi em tập thở đường dương mà nóng hết đến cả bàn chân luôn ạ. Chúc mừng bạn Nguyễn Hoài nhé. Khi mà bạn đã tập được đường dương ấy, thì kết quả đã đến rất là nhanh. Rồi mỗi lần thở tối thiểu bao nhiêu thời gian thầy ơi? Bao nhiêu thời gian cái này tùy phụ thuộc vào từng người thôi. Thì mỗi người thở ở khoảng mới đầu tập ấy, các bạn sẽ tập từ 10 đến 20 đường trong một buổi tập. Thì một đường nó mất cùng lắm khoảng 8 giây đường âm ấy. Thì 8 x 10 là 80 giây. 80 giây tức là chưa mất đến hơn 1 phút. Như vậy phương pháp âm dương khí công là phương pháp thở nhanh nhất thế giới. Đỡ mất thời gian, nó rất phù hợp với thời đại 4.0. Và có thể nói rằng âm dương khí công là phương pháp thở của thời đại 4.0. Một kinh nghiệm nữa là khi mà các bạn thở một đường ấy, mà các bạn thấy có những cái triệu chứng nó khó chịu như mình vừa nói, những cái lỗi như mình vừa nói, thì lập tức các bạn dừng lại, các bạn thở bình thường vài đường, sau đó các bạn quay trở lại tập âm dương khí công đó. Hoặc là những người nào tập khó quá, mới đầu tập chưa quen, thì các bạn lên là gì, xoa mặt này, xoa mặt 12 động tác xoa mặt, sau đó hít thở sâu vài đường, sau đó các bạn tập âm dương khí công. Các bạn thở được một đường rồi, qua 4 bước rồi, thì sau đó các bạn khó quá, các bạn có thể bình tĩnh, các bạn ngồi thở lại vài đường, thở bình thường vài đường, sau đó lại quay trở lại tập âm dương khí công. Còn ngoài nóng trong lạnh thở đường âm hoặc đường dương vậy thầy. Thế thì bây giờ bạn cứ xem là Kim Phụng, chị cứ xem là trong người mình ấy, nếu mà cái nóng hay cái lạnh nhiều hơn, nóng nhiều hơn thì chị sẽ thở đường âm trước, còn lạnh nhiều hơn chị sẽ thở đường dương trước. Cứ thế chị chỉ thở một đường thôi, sau đó mình sẽ nghe ngóng để mình cân bằng. Ok, khi giữ không khí không thở khó lắm thầy ạ. Đúng rồi, chị Nguyễn Hà Vũ. Rất nhiều người mắc phải cái lỗi này. Khi mình hít vào, đồng thời tưởng tượng bắt đầu đến khí hải. Bước 2 là mình giữ không khí tại khí hải. Bước 3 là mình đưa cái làn hơi tưởng tượng lên 19. Khi mà mình chưa kịp đưa làn hơi lên 19 thì đã thở ra mất rồi. Thì cái này rất là khó, nhiều người hay mắc phải lỗi này. Thế thì cái này không có cách nào khác là phải luyện tập thôi. Phải luyện tập nhá các anh chị nhá. Mình phải luyện tập thôi. Thì mới đầu mình tách ra như này. Mình đừng tưởng tượng cái gì nữa. Các bạn chỉ tách ra. Lúc đầu chỉ tập mũi này, hít vào, không hít không thở, vẫn nín hơi, thở ra. Tức là lúc đầu tập là không tưởng tượng nữa, chỉ tập đóng ngắt hơi thở mà thôi, theo 4 bước như vừa rồi. Ok, như vậy các chị tập dần dần đấy, thì mình sẽ quen. Sau này mình quen đóng ngắt rồi thì mình sẽ bắt đầu ghép với tưởng tượng. Ok, nhíu hộp môn thật hay chỉ tưởng tượng thầy ơi? Chị Nguyễn Mạc Thị ơi, đương nhiên là phải nhíu thật rồi. Em thở yoga nên thường hít sâu, đúng rồi. Thế thì mình quen rồi thì Nguyễn Hà Vũ tập theo cách của mình là gì? Đặt tay lên bụng nhé. Thầy ơi, có bao giờ thở mà không thấy phản ứng gì không? Đương nhiên sẽ có như thế. Có những người thở rất đúng rồi nhưng chưa thấy kết quả gì, không sao cả. Cứ bình tĩnh, mình tập một thời gian là tự nhiên kết quả nó sẽ đến. Và quan trọng nhất mình tập này á, thì nó sẽ đạt thông hai mạch nhâm đốc. Thì khi mình tập dần dần một thời gian, tự nhiên mình sẽ thấy có cái sự thay đổi, sự chuyển biến. Ok, Phạm Quyên, cảm ơn thầy rất nhiều, em yên tâm rồi, thank you. Em hay bị tắt đường âm, phải làm sao? Chị Dung Nguyễn không hiểu tắt đường âm có nghĩa là như thế nào, chưa hiểu chị có thể mô tả rõ hơn. Thầy ơi, cho hỏi tỷ lệ vàng khi thở. Tỷ lệ vàng khi thở cái này rất là hay. Bây giờ thì các bạn cứ khắc phục những cái lỗi mình vừa nói, sau đó tập một thời gian. Thì sau mấy bữa nữa thì mình sẽ có một cái video live stream để mình hướng dẫn các bạn về cái cách đi tìm tỷ lệ vàng trong video tiếp theo nhé. Bây giờ để cho mọi người tập thành thạo hai đường âm dương đã. Nguyễn Thị Hãn rất hay, thầy ơi, cảm ơn chị ạ. Chị Hoan Vũ, thầy ơi, trường hợp người cứ nóng rát ở chân thì tập thở đường âm khí công có giải quyết được không? Chân nóng rát nhưng sờ ngoài chân thì mát bình thường. Được chứ chị Hoan Vũ ơi, chị cho bệnh nhân thở đường âm nhé, thở đường âm. Thở 10 đường, lần đường dương xong thì thở 10 đường âm luôn, hay tùy theo cơ thể hàn hay nóng mà thở đường dương hay âm thầy? Chị Phú Duyên Nguyễn, lúc đầu thì mọi người như này,
tập thở một đường thôi. Ví dụ mình mới tập, mình nên tập thở đường dương, thuần đường dương thôi trong vòng một tuần. Sau đó thở thành thạo đường dương rồi thì sau đó mình mới tập thở đường âm cũng trong vòng một tuần. Tập đường này thành thạo rồi mình mới chuyển sang đường kia. Sau đó thì mình sẽ học cách kết hợp hai đường với nhau. Thì cách kết hợp hai đường với nhau thì mình sẽ trình bày trong video tiếp theo nhé, trong video lần sau. Chị Hương Đồ Châu, làm sao để biết là bao nhiêu đường âm và đường dương thì phù hợp với mình, cách nào để tìm được tỷ lệ vàng cho mọi người, xin cảm ơn thầy hội nhiều. Chị ơi, cái đấy thì em sẽ trình bày trong video tiếp theo nhé. Bây giờ mình cứ tập trung để thở đúng hai đường âm dương đã. Thầy ơi, thở đường dương nó bị đau đầu có sao không thầy? Chị Hạnh Đoàn Hồng ơi, Đoàn Thị Ông ơi, cảm ơn chị, câu hỏi rất là hay, rất là hay. Có những người chỉ cần thở một hai đường thôi là thấy đầu bị đau, nó bốc hỏa đầu này, bốc hỏa trên đầu này. Thế thì cách giải quyết như thế nào? Cái này rất nhiều người hay gặp và có nhiều sợ hãi, nhiều người sợ hãi không dám thở nữa, tại vì cứ thở lại thấy đau đầu, bốc hỏa đầu. Như vậy là gì? Nguyên do là gì? Mình thở được âm nó quá mạnh dẫn đến gì? Nó sẽ làm nóng người quá mức và nó sẽ làm tăng huyết áp. Những người bị đã vốn dĩ bị cao huyết áp rồi mà thở đường dương, nó sẽ làm tăng huyết áp và khiến cho bị đau đầu. Thế thì giải pháp ở đây là gì? Sẽ thở ít đường dương đi. Ví dụ bình thường mình thở 10 đường dương thì đau đầu thì sau này mình chỉ thở được khoảng 2-3 đường. Sau đó mình nghe ngóng, nếu vẫn ổn thì mình thở tiếp 1-2 đường nữa. Mình cảm thấy vừa rồi thì thôi dừng lại nghe ngóng tiếp. Đó, và mình thở bớt nó đi là được ạ. Có những người chỉ cần thở được khoảng 2 đường đã thấy nóng đầu được thì thôi, sau này mình chỉ thở được âm thôi. Ok, xin mời tiếp tục mọi người. Thưa thầy, chỉ hít vào bằng mũi và cũng thở bằng mũi ạ? Vâng, cảm ơn anh Ngọc Hải Đăng, anh câu hỏi rất là hay, anh nhắc thì mới nhớ ạ. Vâng, anh Đăng ơi, tức là mình thở này, mình hít này anh ạ, mình hít vào, chỉ hít vào bằng mũi mà thôi, và mình thở cũng hoàn toàn bằng mũi nha anh nhé. Ok, xin chào mọi người. Em bấm bộ thở đường âm bị đứt giữa đường, không tới 19 đường. Rồi, Dung Nguyễn. Như vậy là gì? Bị đứt giữa đường, tức là không khí đứt giữa đường, phải không chị Dung Nguyễn? Tức là nhiều người như này, hít vào, xong xuống dưới đan điền, xong lúc mình tưởng tượng ra, chưa kịp tưởng tượng lên thì nó đã thở ra mất rồi. Thế thì như này chị này, như cách vừa nãy nói ấy, thì mình đừng tưởng tượng nữa. Lúc đầu mình chỉ tập đóng ngắt thôi, đóng ngắt hơi thở thôi. Ví dụ này, hít vào, không hít, không thở, không hít, không thở, thở ra. Khi nào chị tập quen như thế rồi thì chị mới ghép vào cái tưởng tượng, thì hai cái ghép vào với nhau thì mỗi cái nó thành thạo xong rồi thì lúc đấy chị thở thì mới thành công. Thầy ơi, thở vào thời gian nào tốt nhất? Mình thở vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ nhé. Cường Việt Nam Đồng, ngày thở bao nhiêu lần là được ạ? Chào bạn có tên rất là hay, Cường Việt Nam Đồng. Cái này tùy từng người Cường ạ. Nếu mà mình thở cảm thấy 10 đường mà mình cảm thấy khỏe khoắn thì thôi. Có người sau này tập quen chỉ cần thở 1-2 đường thôi. Có người sau này chỉ cần thở khi cần, khi mà thấy nóng quá thì thở âm, thấy mát quá thì thở dương. Người ta thở khi cần. Rất hay của môn âm dương khí công là gì? Không mất thời gian mà không cần cố định thở hàng ngày. Đó. Rồi, xin tiếp tục. Xin chào tất cả mọi người. Chị Nguyễn Nga, thở khi quen rồi thích thời hạn tuyệt vời. Chị Nguyễn Nga ơi, chị thở mà thích rồi thì chị kể cái thích cho mọi người biết. Kết quả đường dương như này nữa các bác ạ. Các anh chị ạ, thì hôm vừa rồi không biết có anh chị nào xem video mình đăng ở trên Facebook cá nhân không? Thì có một cô là năm nay 63 đến 64 tuổi, cô học mấy buổi âm dương khí công xong rồi. Các bác có thể thấy là kết quả của cô như này, có thể tưởng tượng không? Tức là cô tập xong rồi á, thì sau này là cô có kinh trở lại. Tức là hồi xuân đấy, tức là cô đã mất kinh đâu rồi mà bây giờ lại có kinh quay trở lại. Và trước đây cô rất sợ gần chồng, động vào là bị đau rát và rất khó chịu, cô không hề có sự ham muốn gì cả. Thì sau khi cô tập xong rồi về ngay buổi đầu tiên, cô đã thấy hưng phấn rồi, tức là cô này chỉ thích thở đường dương luôn. Và những ngày sau từ đó trở lại đây là cô rất là hưng phấn và rất là có cảm xúc đó. Thế thì có cái video trước mình đăng là video gì nhỉ? Video gì, cái tên là gì quên rồi, cái gì tuổi thanh xuân ấy. Đấy, mọi người xem nhé. Mọi người xem video ở trên Facebook cá nhân của mình ấy, của trường hợp của một cô đã báo cáo ấy. Như vậy là gì? Âm dương khí công, nhất là thở đường dương ấy, rất tốt cho việc gì? Tăng cường sức khỏe sinh lý của nam giới và cả nữ giới. Thế thì nếu tăng cường sức khỏe như nào, các bạn thở
thuần các đường dương. Cứ khi nào cần vận sức, nam giới khi nào cần leo núi, nữ giới khi nào cần phục vụ cho nam giới leo núi, thì các bạn thở thuần đường dương nhé. Lúc đó các bạn thở 10 đường, những nào thở, người nào thở quen thở khoảng 5-6 đường trước khi lúc nào chuẩn bị các bạn leo núi. Đó thì đảm bảo các bạn leo núi sẽ khỏe và không bị trượt chân ngã, không bị trượt giữa đường. Ok. Ok. Thầy ơi, sao chị thở đường dương vào 11 giờ đêm trước khi ngủ mắt díu lại? Mắt díu lại buồn ngủ hả thầy? Ok. Chị Vấn Bùi ơi, là như này, tại vì cơ thể chị rất là hàn, và khi mà chị chữa bệnh cho bệnh nhân, chữa cho nhiều bệnh nhân trong một ngày, chị đã mất dương, mất năng lượng. Như vậy lúc mình chị thở đường dương vào, là người bình thường thở đường dương sẽ là hưng phấn, sẽ là tỉnh táo. Nhưng những cái người hàn ấy, là họ rất thích thở đường âm, tại vì nó bù đắp cho những cái thiếu hụt. Thì khi người ta thở đường âm, thở đường dương rồi, âm dương trong cơ thể cân bằng, thì người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu, và lúc đó người ta chìm vào trong giấc ngủ rất là dễ. Như vậy là gì? Những cái người hay bị hàn, bị âm ấy, là gì? Người ta thở thuần đường dương là người ta ngủ rất là tốt, tại vì người ta được bù đắp cái dương. Ví dụ như trường hợp của cô học viên của mình ấy, thở là các bạn biết không, sáng cô thở 60 đường dương và chiều cô thở 60 đường dương. Nếu như người bình thường mà thở như vậy sẽ bị táo bón và sẽ bị mọc mụn toàn thân, rất là khó chịu và sẽ tăng huyết áp lên khủng khiếp. Nhưng cô là cô bị bệnh 20 năm nay rồi, và người cô rất là hàn, cô bị viêm xoang, bị nhiễm lạnh, rồi bị đủ thứ và rất là bị lạnh. Thì khi cô thở đường dương ấy, cô cảm thấy sức khỏe lên trông thấy, và cô thở đường dương cũng giúp cho cô ngủ rất là ngon, tại vì nó bù đắp được cái đường dương thiếu hụt. Thầy ơi, bệnh nhân hay bị cao huyết áp thì thở đường âm có bị tăng huyết áp không ạ? Không chứ, thở đường âm thì nó sẽ làm cho hạ huyết áp chứ ạ. Đấy, chị theo dõi nhé, chị Hoàng Vũ nhé. Thủy Vũ Hồng, cảm ơn thầy, thầy dạy cẩn thận quá, cảm ơn chị. Ok. Để không hít thở phải khóa cuống lưỡi phải không thầy? Nguyệt Hà Vũ ơi, không cần phải uốn lưỡi. Các phương pháp khác phải uốn lưỡi để nối hai mạch nhâm đốc diện chặt không cần. Âm dương khí công không cần. Âm dương khí công rất thoải mái, lưỡi để như bình thường. Tức là gì? Tự nhiên này, thoải mái này, linh động này, sáng tạo này, bất cưỡng này, bất cầu này, nông này, cạn. Đó, mình thở mình phải cảm thấy cơ thể mình rất thoải mái thì mới được. Mình thở mà mình cứ phải gượng ép thì không đúng với cái... Rồi, tiếp tục. Thở âm dương cho người khác là như thế nào thầy ơi? Chị Dư Hương, câu hỏi của chị rất là hay, nhưng mà mình sẽ đề cập vào trong một buổi khác nhé chị nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Ai có cần câu hỏi gì không? Cần câu hỏi gì không? Ok, như vậy là gì? Chốt lại vấn đề âm dương khí công ấy. Khi mà mình thở đúng ấy, nó sẽ cho kết quả rất là nhanh. Thứ nhất, nó sẽ làm âm dương cân bằng trong cơ thể người. Mà khi âm dương cân bằng thì nó sẽ chống lại, phòng chống lại được bệnh tật. Và âm dương khí công không phải là khi mình thở âm dương khí công ấy, nó sẽ làm cho mình có sức mạnh, mình có thể là lội trên mặt nước, hay là bay trên không trung, hay là đập vỡ gạch ngói. Không phải thế. Mình tập thở âm dương khí công chẳng qua là gì? Tăng cường sức khỏe cho mình mà thôi. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi tập thở âm dương khí công giúp cho người thầy thuốc chữa bệnh sẽ chống lại cái thuyết bình thông nhau, chống lại sự lây bệnh của người bệnh nhân sang người thầy thuốc. Thứ ba nữa, khi mình tập thở âm dương khí công ấy, nó sẽ giúp cho mình rèn luyện cái đầu óc, có một tinh thần, một trí tuệ sáng suốt, tỉnh táo, và khi mình làm việc mình sẽ tập trung được, nó tăng cao hiệu suất lao động. Đó. Và nữa là gì? Khi tập âm dương khí công ấy, khi mà trong những tình huống đặc biệt mình sẽ tập đường dương hoặc đường âm. Ví dụ tập đường dương để tăng cường thể lực, để mình bắt đầu mình làm những cái việc khó. Ví dụ chuẩn bị mang vác một vận nặng, hoặc bắt đầu đi vào cuộc chiến, thì mình sẽ thở đường dương để cho nó tăng cường thể lực mình lên. Hoặc là gì, khi mà mình đi đến những cái vùng khí hậu nó thay đổi đột ngột ý, thì âm dương khí công nó giúp cho mình là gì? Chống lại sự thay đổi của thời tiết. Ngoài ra nó còn giúp cho gì? Giúp cho chúng ta tập luyện thể dục thể thao. Tập luyện thể dục thể thao. Nếu như cái người khác ấy mà tập thể thao mà hay bị mệt, anh chị ạ, thì mình tập âm dương khí công mình sẽ tập dai sức hơn người khác, và mình sẽ bị ít ra mồ hôi hơn, tức là mình ít bị mất sức hơn người khác. Đó. Thế thì đó là những cái kết quả của tập âm dương khí công.
mà khi mình tập âm dương khí công một thời gian dài sau này rồi á, cái này cái quan trọng này anh chị này, thì mình sẽ có một cái sự cảm nhận tinh tế cái thế giới xung quanh, mình cảm nhận nó rất là nhanh. Và mình tập thở âm dương khí công đường dương nhiều ấy, mình sẽ thấy là gì, sẽ thấy yêu đời, sẽ thấy sảng khoái và nhìn mọi cái dưới cái con mắt tích cực, mọi cái dưới con mắt tích cực, và mình sẽ phát hiện ra nhiều cái đẹp, phát hiện ra cái gì bản chất của mỗi cái sự vật hiện tượng, mỗi con người nó đều có những cái đẹp riêng và mình biết kích hoạt những cái đẹp đó. Ok, rồi xin mời những cái âm dương khí công và huyền công thầy giải thích nhé. Cảm ơn Vương Thảo đã nhắc ạ. Khi mà các bạn tập thở âm dương khí công ấy, nó sẽ giúp cho gì, cái năng lực chữa bệnh của mỗi người nó sẽ tăng cường, tăng cao lên. Ví dụ tập âm dương khí công khi trước khi chữa cho bệnh nhân, các anh chị thở đường dương ấy, thì sao nào, thì năng lượng chúng ta tốt, thì khi chúng ta sờ vào bệnh nhân ấy, đương nhiên bệnh nhân sẽ khỏi bệnh nhanh hơn là những người không có khí công. Thì các anh chị thấy là những chuyên gia, những người thầy tập âm dương khí công, tập khí công lâu ngày ấy, người ta có một nội lực rất là mạnh, người ta có thể làm được những việc phi thường và người ta chữa cho bệnh nhân rất là tốt. Ngày xưa là gì, trong võ có y, trong y có võ, y nho lý số và võ học luôn gắn liền với nhau. Thế thì bây giờ mình tập những cái môn đó mình phải rèn luyện rất là nhiều thời gian, trong khi đó mình tập âm dương khí công rất là nhanh, và khi mình tập càng nhiều thời gian càng lâu ấy, năng lượng mình nó càng lớn, đường dương trong người, điện dương trong người mình nó càng cao, mình có thể vận sức được thì đương nhiên là khả năng mình chữa cho bệnh nhân sẽ nhanh. Và trong huyền công và chữa bệnh từ xa của Thiện Trần ấy, thì những người tập âm dương khí công nhiều năm như thầy Châu ấy, là thầy chữa cho những người ở xa rất là hiệu quả đó. Thế thì sau này khi anh chị mà có điều kiện thì anh chị sẽ thực hành cái việc gọi là chữa huyền công bằng âm dương khí công nhé. Thì cái đấy mình sẽ trả lời ở trong một cái buổi khác. Ok, rồi xin mời mọi người tiếp tục trao đổi. Tôi muốn tập thở âm dương khí công, tập ở đâu ạ? Bác Trần Lượng ơi, như vậy là bác có thể tập ở những cái vùng mà nó sạch sẽ, ví dụ những cái vùng mà không khí nó thoáng đãng sạch sẽ, mới đầu là vậy. Tuy nhiên sau này khi mà mình tập thở quen rồi, mình đi vào những cái vùng mà mùi xú uế, mùi ô nhiễm, môi trường nó bị ô nhiễm, mình tập âm dương khí công để nó thải độc ra. Nhiều người khi tập âm dương khí công trong những buổi đầu tiên sẽ thấy là gì? Sẽ thấy đánh hơi liên tục đó. Và khi mà mình đại tiểu tiện, mình sẽ thấy gì, cái mùi nó hơi hơn so với bình thường. Đó là cái biểu hiện cơ thể nó thải độc ra. Có người thấy mồ hôi ấy, khi thở xong thấy mồ hôi nó nhễ nhãi và nó nhầy nhầy hơn người bình thường. Như vậy là dấu hiệu của cơ thể nó thải độc ra bên ngoài đó, nó thải độc ra bên ngoài nhé. Đấy, ok. Thì sau này khi mà anh gặp cái khí hậu hoặc là cái môi trường nó bất lợi, mình hoàn toàn có thể tập thở dương để nó đẩy cái khí độc nó ra ngoài. Rồi, thầy dạy rất dễ hiểu, dễ học. Cảm ơn thầy, cảm ơn bác Diệu Thuận ạ. Và ok, xin cảm ơn tất cả các bác, anh, chị em. Thế thì nếu những người nào mà vẫn chưa tập được thì có thể là trao đổi trực tiếp với mình qua comment này hoặc là gửi tin nhắn riêng. Và ở Hà Nội thì mình đã dạy được một số khóa được rồi, thì thứ bảy tuần tới vào ngày 8 tháng 6 thì mình có cái khóa hướng dẫn mọi người thực hành âm dương khí công trong 2 ngày thôi, tức là 4 buổi, buổi sáng thứ bảy, buổi chiều thứ bảy, buổi sáng chủ nhật, buổi chiều chủ nhật, trong vòng 4 buổi thứ bảy và chủ nhật, rơi vào ngày 8 và 9 tháng 6 mình sẽ hướng dẫn mọi người tập âm dương khí công ở cái hội trường trong kinh tế quốc dân. Thì nếu mà các bạn mà thấy thú vị với môn âm dương khí công, hoặc là những người đã tập rồi nhưng chưa có kết quả, hoặc là các bạn còn bất kỳ vướng mắc nào, thì nếu mà có điều kiện ý, xin mời các bạn sẽ đến lớp thực hành đấy để cùng tham gia cùng với mình. Mình sẽ cùng nhau trao đổi và cũng sẽ cùng nhau trực tiếp tập trong 4 cái buổi đấy. Thì qua những cái khóa mà mình hướng dẫn thì tất cả mọi người đều có kết quả ngay ở những cái buổi tập đầu tiên, buổi tập thứ nhất, buổi tập thứ hai. Thì buổi trước mình hướng dẫn ở nhà mình thì các bác đều có kết quả, có khoảng 2-3 bác là tập đúng rồi nhưng chưa có kết quả, nhưng không sao cả. Thì sau dần tập thì sẽ có kết quả thôi, còn lại là đánh giá là 95% là có kết quả ngay từ những buổi đầu tiên tập. Có người thì thấy nóng trong người, có người thấy nó chạy dần dần, có người tập thì thấy nó giật giật, có người tập thì thấy nó toát mồ hôi, có người tập thì đi đường không thấy lạnh. Đó, thì trước đây mình tập mất rất là nhiều thời gian để có thể tập đúng và có kết quả. Nhưng sau này thì mình qua quá trình dài mình tập rồi, mình đọc sách rồi nghiên cứu rồi, mình tìm ra được những cái cách hướng dẫn trực tiếp ấy, rất là dễ học cho mọi người.
Thế thì ở trong video này, tại vì nó chỉ có khoảng một tiếng thời gian để mình trình bày cho mọi người, mình trình bày nó rất là nhanh, với ý là gì, cho những người mà đã đọc rồi, đã tập rồi mà mọi người chưa tập được hoặc mọi người vướng mắc để mọi người tập theo. Thì trong cái livestream này mình cũng không thể hướng dẫn chi tiết được tỉ mỉ như ở trên lớp. Thì nhiều người mới chưa học bao giờ thì các bạn nghe có thể là khó, nhưng người đã đọc, đã tập qua rồi các bạn sẽ nghe thấy hiểu ngay. Thì đến trên lớp thì mình sẽ hướng dẫn được chi tiết. Vào 4 buổi thì nó rơi vào tầm khoảng 12 giờ học của thực hành thì các bạn sẽ tập được luôn. Thế thì nếu mà các bạn nào mà có điều kiện thì các bạn có thời gian thì xin mời các bạn là thứ 7 tuần tới nhé, các bạn cùng tham dự lớp đấy. Các bạn có thể đăng ký trong cái phần comment ấy, comment hoặc là trong cái bài viết này, hoặc là các bạn gọi điện đến cái số điện thoại trong bài viết để các bạn có thể là cùng tham gia tập cùng với mình nhé. Ok rồi, còn ai còn câu hỏi gì không ạ? Chào thầy, em rất hay bị mệt vào cuối buổi chiều giống như pin dùng hết vậy và thường xuyên ngủ gục tại chỗ, vậy em nên bắt đầu thở đường dương hay đường âm trước ạ? Chị Quỳnh Phạm, câu hỏi của chị rất hay. Như vậy là đương nhiên chị phải thở đường dương trước để cho nó tăng cường thể lực đi và nó giúp cho mình đỡ buồn ngủ nhé chị nhé. Chị nên tập đường thở đường dương, cứ khi nào buồn ngủ thì mình thở đường dương nhé. Tập ở phòng ngủ có được không ạ? Bác Diệu Thuận ơi, đương nhiên là được rồi chứ bác. Bác tập ở phòng ngủ được ạ. Buổi sáng thì bác nên mở cửa sổ ra và bác tập hướng quay ra cửa sổ, quay ra hướng mặt trời để bác tập nhá. Hoặc là bác có thể lên tung không khí nó thoáng đãng để bác tập ạ, hoàn toàn có thể được ạ. Xin thầy Thị Phạm lại thở âm và thở dương được không ạ? Thầy cho xin hình ảnh xương khói đi ạ. Vâng, bây giờ sẽ hướng dẫn lại các bác này, thở âm và dương này và hình ảnh xương khói này. Đúng vậy, khi mà tập thở đường âm đường dương ấy, mình sẽ phải tập đi tập lại, tại vì khí công tức là công phu luyện khí, mà công phu luyện tập không phải là tập cái này được ngay ạ. Các bác nghe nhá, các bác nghe, cái làn hơi sương khói ấy là gì? Nó giống như mình quan sát trên bầu trời xanh có một chiếc máy bay, nó bay qua nó để lại vệt khói đấy, thì cái vệt khói của mình, cái màu sắc nó như vậy. Thì khi mình tưởng tượng trên đây nó giống như có một chiếc đũa sương khói này, nó xiên thẳng này, từ 19 đến khí hải đó, cái làn hơi sương khói như vậy. Có người thì bỏ là gì, tôi hay hút thuốc thì tôi tưởng tượng màu nó giống như màu khói thuốc lá, có được không? Đương nhiên là được ạ. Thì tôi tưởng tượng là thổi phù màu khói thuốc lá xiên thẳng xuống vùng bụng dưới, hoàn toàn có thể được ạ. Đấy là làn hơi sương khói ạ. Còn bây giờ thì các bác sẽ quan sát lại xem là mô tả cái chu trình của thở đường dương như thế nào. Đây ạ. Đây mình sẽ quan sát này. Bước thứ nhất ạ, hít vào đồng thời tưởng tượng bằng hơi sương khói từ 19 đến huyệt khí hải đan điền dưới rốn chiều ngang của ba ngón tay. Hết bước 1. Bước 2, giữ làn hơi sương khói tại đây từ 2 đến 3 giây. Bước 3, đưa làn hơi sương khói vừa nãy quay trở lại 19. Bước 4, lúc này mới bắt đầu thở ra. Các bạn xem không khí này. Hít vào. Không hít, không thở. Thở ra. Đó. Rồi, các bạn xem lại. Các bác xem lại, các anh chị xem lại cái không khí này. Hít vào. Không hít, không thở. Thở ra. Đấy. Bây giờ mình xem thực tế này. Bây giờ các bác xem thời gian này. 1 giây, 2 giây. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 1 giây, 2 giây. Đó. Rồi, các bác xem lại nhé, xem lại thời gian này. Xem lại không khí này. Hít vào. Không hít, không thở. Thở ra. Đó. Rồi, thời gian này. 1, 2, 3, 1. Đấy. Lên xuống dưới mất từ 1, 2 giây, giữ tại đây từ 2, 3 giây, lên mất từ 1 đến 2 giây. Đó. Đó là đường âm. Bây giờ đến đường dương ạ. Hít vào. Không hít, không thở. Thở ra. Đấy. 1 giây, 2 giây. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đó, tốc độ như thế. Được chưa ạ? Vâng. Đấy thì tí nữa thì mình sẽ post lên trên này, trên comment này cái sơ đồ mà mình vẽ về âm dương khí công cho mọi người đọc thêm, cho mọi người tập xong đọc thêm các bài viết mình đăng ở đây.
Thì có gì thì mình sẽ cùng nhau trao đổi nhé. Bác nhìn lên bầu trời khi có máy bay đi qua. Hà Lê là ý dẫn khí, trí dẫn khí, khí dẫn huyết. Bạn làm khó thầy ghê. Đứng ngồi ghế, ngồi chiếu tư thế nào tốt hả thầy? Vâng, về tư thế ạ. Tư thế như thế này ạ, các bạn ạ. Tư thế thì đi, đứng, nằm, ngồi đều được ạ. Tuy nhiên thì mới đầu ấy, thì các anh chị là nên ngồi tại một chỗ. Nên ngồi một chỗ, ngồi trên ghế, ghế như thế này. Sau đó chân mình sẽ dựng thẳng, tay trái mình sẽ úp lên đầu gối trái, tay phải mình có thể ra ám hiệu lưng thẳng, mít mắt nhìn thẳng được một điểm phía trước. Đấy là mới tập ạ. Còn sau này khi mà các anh chị tập quen rồi ạ, thì mình đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe hay làm đang làm bất cứ việc gì thì mình đều có thể tập được. Tại vì nó rất nhanh, nó chỉ mất được khoảng 4 đến 8 giây thôi. Thì tư thế nào mình cũng có thể tập tốt ạ. Ok, như vậy là đã xong về âm dương khí công đường dương. Thì mong rằng qua cái buổi trao đổi này, giải đáp những cái vướng mắc này, thì mong rằng các anh chị, các bác, những cái người mà tập từ xa không có cơ hội đến lớp ấy, thì mong rằng các anh chị là có thể tập được thành công ạ. Thì có bất cứ vướng mắc trao đổi gì, mong các anh chị và các bác này có thể gửi thư về cho mình hoặc là tin nhắn về cho mình, thì mình sẽ cùng nhau là giải đáp vấn đề. Và chúc tất cả mọi người là có thể tập tốt và mang lại hiệu quả, tăng cường sức khỏe và giúp cho đầu óc mình tập trung, mình có thể là gì, làm việc được hiệu quả hơn trong công việc, trong kinh doanh, trong các làm ăn buôn bán. Và sắp tới thì nhắc lại là trong buổi thứ 7 tuần tới này này, mình có cái khóa học về âm dương khí công. Thế thì mọi người có cơ hội hay là có thời gian thì mọi người có thể đến tham gia cùng trực tiếp lên lớp với mình, để mình có thể cùng nhau tập với nhau nhé. Ok, thời gian cũng đã muộn rồi, cũng đã vừa tròn 1:60 rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ về âm dương khí công buổi hôm nay. Thì hẹn gặp mọi người trong cái buổi tiếp theo này, mình sẽ trao đổi về cái cách mà đi tìm tỷ lệ vàng giữa âm và dương, làm sao để cân bằng được âm dương với nhau, đúng không ạ? Rồi sau đó mình nếu mà còn có thời gian ấy, thì mình sẽ có cách là gì, tập âm dương khí công để điều khí, để mình chữa bệnh, hoặc là có thể tập âm dương khí công để chữa bệnh từ xa, tức là huyền công đấy ạ. Ok rồi, cảm ơn tất cả nhà mình đã theo dõi. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và tối nay sẽ ngủ ngon. Rất mong được gặp mọi người và cùng nhau trao đổi thường xuyên hơn. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon. Ok, bye bye.